Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 50 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4 chương 75 Bí mật của hai người Trong khi mà mọi người tranh luận xôn xao thì cội nguồn mọi rắc rối chính là tô sáng dẫn như mọi khi. Gây chuyện xong là chuồn mất dững dưng đặt mình ngoài cuộc. Sáng chủ nhật trời nắng dịu nhẹ thời tiết đẹp vô cùng. Không ít trẻ con ra công viên thả diều, cánh diều đủ màu sắc cùng với tiếng nô đùa trẻ nhỏ tạo ra một khung cảnh cuộc sống êm đềm. Tù sáng, lót mông ở một đống tạp chí, ngồi ở bệ dưới cây cổ thụ, tay cầm cuốn phần mềm đại chúng. Bên trong có hướng dẫn chơi Trung Quốc 7 cùng với miêu tả Tokyo Game Show. Thời đó còn chưa có chuyên trang đăng ảnh mông và ngực của Troiger có điều cũng đủ thấy Sugar ở khắp nơi rồi. Đường Vũ từ trong biệt viện đi ra, mặc váy hoa, cổ áo khá sâu, lộ ra cả một vùng thịt trắng như tuyết, đùi ngọc ẩn hiện dưới cái mép váy, trang ngập vẻ hấp dẫn thần bí. Bước trên con đường nhỏ đang xen bóng cây dã nắng, đi tập piano đã bị tù sáng vũ khị bỏ học, biến thành đi mua bí mật nhỏ của bọn họ. Tù sáng nuốt nước bọt ừng ực, nha đầu này đúng là muốn mình bị bệnh tim sao tới trước mặt của tô sáng thấy y nhìn mình không chớp đường vũ mặc tựa cười tựa không nói chào chào bạn tô sáng tô sáng chỉ là muốn đập đầu vào tường đó là một câu nói ngớ ngẩn quỳ khi mà lần đầu đường vũ gọi điện tới có chút tâm lý trả đũa nắm lấy tay của đường vũ sau nụ hôn hôm đó quan hệ của hai bọn họ đã có tiến triển lớn Đường Vũ hơi dễ dụa. Dù sao chỗ này ở trước cửa tiểu khu nhà của mình, nếu chẳng may để cho người quen nhìn thấy thì có nguy cơ lớn. Tù sáng, ương bướng không có buồn tài, còn bay ra một bộ mặt vô lại. Đường Vũ chỉ biết lườm y một cái, lòng vừa có xấu hổ lại kích thích vì sợ hãi mang lại. May mắn xe buýt đã tới rồi. Hai người xuống xe ở trung tâm thương mại Dương Hoa. Đường Vũ mua một ít phụ tùng của nữ sinh, kẹp tóc, bỏ dây chùm buộc kiểu tóc đuôi ngựa xuống, đeo cái cặp tóc, đính trân châu lên, làm cho cô càng thêm thanh lệ. Đi qua cửa hiệu đồ lót nữ, đường Vũ rảo bước, một áo lót liền thân màu xanh mỏng như là cánh ve, thu hút ánh mắt của cô. Nếu như không có tô sáng bên cạnh, cô sẽ thoải mái đứng lại xem ngay. Đi qua cửa hàng đồ lót rồi mới thở phào như trút được cánh nặng nhưng mà Tô Sáng ghé vào tay cô cười tạ ác. Cái áo lót đó không tệ nha, rất hợp với bạn luôn. Làm cho đường vũ mặt đỏ rằn, chỉ thoáng nhìn một chút thôi, không ngờ được bị Tô Sáng biết rồi. Xấu hổ muốn tìm khe hở chui xuống đất, nhất là cái ánh mắt của Tô Sáng lướt qua ngực cô. Rõ ràng đang có tưởng tượng không lành mạnh rồi, không thèm nói chuyện gì nữa để biểu lộ sự tức giận của mình. Nhưng mà bàn tay nhỏ nhắn dẫn để cho tô sáng nắm lấy khí chất của đường vũ làm cho người chú ý tới bọn họ cảm thấy cái lạnh ở siberia một thiếu nữ thanh lệ thoát tục đến dậy mà trên mặt lại lập lờ xuân ý cùng với động tác thân mật của cô và tô sáng hình thành tương phản rõ ràng khiến cho tim gan người ta đập loạn ở cái gian hàng đối diện với gian hàng nội y kia dương Thành đang chọn mua một chiếc áo sơ mi nam kẻ sọc vừa dặn nhìn thấy cảnh này ánh mắt hơi thất thần dõi theo bọn họ tới khi cô bán hàng gọi thì mới tỉnh lại nở nụ cười nhẹ xin lỗi tôi không có mua nữa bây giờ có cô gái khác chăm sóc cậu ấy rồi không cần mình nữa rồi tù sáng xách túi lớn túi nhỏ cùng đường vũ xuống xe buýt đường vũ nhận lấy cái túi căn phòng trong tay quỳ lưu luyến nói mình về nha ừ về đi, mai gặp lại. Tù sáng nhắc, đường vũ gật đầu, đèn đi bộ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, cô bước lên cái dạch qua đường. Hoàng hôn, vấy giải đã thành một bức tranh tuyệt đẹp. Về tới nhà, tù sáng ngay lập tức mở hộp ra, mở sách hướng dẫn lắp kính diễn vọng Đây là một cái bí mật nhỏ giữa bọn họ dùng để nhìn nhau. Cuộc sống luôn cần phải có một chút niềm vui bất ngờ điện thoại không có đủ thỏa mãn tình cảm ngày ấm lên giữa hai người bọn họ rồi đặt chiếc kính diễn vọng lên cửa sổ cảnh tượng trong ống kính rất mơ hồ tù sáng tay cầm sách hướng dẫn tay điều chỉnh cảnh tượng đằng xa dần đã trở nên rõ ràng chỉ cần tù sáng muốn tới cả qua văn viên gạch men ở trên tường nhà của đường vũ thì cũng có thể thấy rõ ràng tù sáng có một chút phấn khích ở đầu kia phòng ngủ của đường vũ xuất hiện rồi có bồn hoa đặt ở ban công cánh cửa sổ sơn trắng tủ sách màu trắng tiếp đó là đường vũ cũng đang đứng ở cửa sổ điều chỉnh kính diễn vọng hai người dãy tay với nhau khoảng cách gần một ngàn mét kéo gần trong khoảnh khắc tù sáng nhảy cẩn lên reo hò như một đứa trẻ con đường vũ mỉm môi cười ấm áp cứ đứng nhìn nhau như vậy cho tới cả 10 phút cả hai mới lưu luyến dãy tay rời khỏi ống kính. Tô sáng pha cho mình một chén trà nóng ngồi xuống ghế sofa nhấm nháp. Cảm thấy hành vi của cả hai người bọn họ có thể nói là quan đường. Chính cái sự quan đường đó dệt lên tình cảm đơn thuần mỹ hảo nhất. Đến tối, một tuyền lấy làm lạ vì trong phòng của đường vũ đột nhiên có một thiết bị khoa học. Có điều cũng không có nói gì. Đặt đĩa hoa quả lên bàn, ghé mắt vào ống kính nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn qua tán cây của công viên thị chính thấy được chung cư thang máy sáng đèn bèn hỏi con có hứng thú với thiên văn từ khi nào vậy Gần đây con thấy ngắm nhìn sao trời tâm tình sẽ tốt hơn. Đường Vũ biết tâm tư của mẹ mình rất tinh tế. Khi mẹ cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bề ngoài đang xem sách không có chú ý. Nhưng mà tim thắt lại, lúc trả lời tim đập nhanh hơn bởi vì trước đó cô đã điều chỉnh tiêu cự và vị trí quan sát vừa dặn là phòng khách của tô sáng nơi cũng có một cái kính diễn vọng hướng về phía nhà của mình không phải là ánh trăng sáng trên trời chỉ cần mẹ mình có một chút nghi hoặc di chuyển ống kính đi một chút tất cả sẽ bại lộ một tuyền di chuyển ống kính mặt của đường vũ cứng đờ không biết mẹ mình nhìn tới đâu rồi cô không có dám ngẩng đầu lên sợ mẹ nhận ra khuôn mặt khác thường của mình kia là cái chỗ nào thế? Sao mà đen xì xì vậy? À, còn mới mua, còn chưa có điều chỉnh mà. Bàn tay nắm chặt của đường vũ buông ra, nhẹ nhõm đáp. Một tuyền gật đầu, rời ống kính diễn vọng. Thì thoảng mệt mỏi, dùng phương thức này thả lỏng bản thân cũng tốt. Con ngủ sớm nha. Một tuyền đóng cửa lại, đường vũ cảm giác sống lưng lành lạnh. Chỉ mới có một lúc, lưng của cô mồ hôi trộm làm chỗ ướt đẫm rồi. Từ khi mà Tô Sáng xông vào cuộc sống của cô, nhiều chuyện quan đường xảy ra, như bỏ qua học sinh, không có làm bài trên lớp, trốn tiết, rồi dẫn con trai về nhà, bây giờ giấu giếm mẹ, mua kính diễn vọng liên hệ với nhau. Với già giáo cực nghiêm của nhà cô, những cái chuyện này tuyệt đối mơ cũng không có nghĩ tới, làm cho cô có một chút ái náy. Xong Tô Sáng luôn làm cho cô không có từ chối được. Chờ đợi một lúc, Đường Vũ tới trước ống kính muốn biết vừa rồi xảy ra cái chuyện gì. Phía đầu kia đèn nhà của Tô Sáng sáng lên. Tô Sáng đang bị cha mẹ mắng vì cái tội đột nhiên tắt đèn đi. Tăng Kha bật đèn lên mắng. Cái thằng bé này lên cơn sốt cái gì vậy hả? Không có thấy cha con đang xem tài liệu sao? Con làm cái trò gì thế? Bỗng dừng mùa kính diễn giọng làm cái gì vậy hả? Vừa rồi đèn chói mắt quá con không có nhìn thấy sao Thôi con chuyển nó sang chỗ khác Tô sáng cười hì hì Ôm cái kính diễn vọng về phòng của mình Trong ánh mắt nghi hoặc của mẹ Lắp kính diễn vọng Mới phát hiện vị trí này mới là tuyệt vời Ở phòng khách Tuy thấy được chỗ của đường vũ học tập song ở vị trí này Còn nhìn thấy tủ áo và giường nữa Đường vũ từ phòng tắm đi ra Mặc áo tắm lông màu lam Tô sáng dí sát mắt vào ống kính chẳng lẽ hôm nay được thấy cảnh phun máu sao? Sấy khô tóc, đường vũ về phòng, cầm điện thoại lên gọi. Tô sáng nhấc máy, bên kia có tiếng nói nhỏ nhẹ. Ngủ ngon nha. Cúp điện thoại, đường vũ nhìn ra cửa sổ. nghĩ một lúc, đi dép lê vào, kéo rèm cửa sổ xuống. Cách tuyệt hoàn toàn chuyện thám hiểm ước ác ngày hôm nay của Tô Sáng. Tô Sáng chỉ biết thầm nói trong lòng là mơ đẹp, rồi quay về giường, hai tay làm gối, đầu đầy suy tưởng dẫn dơ cho tới khi ngủ thiếp đi. Lúc ngủ, nụ cười trên môi chưa có từng tan biến. Quyển 4, chương 76, năm thứ ba Thành tích cuối kỳ của Tô Sáng là xếp thứ tư toàn lớp tiến bộ được một bậc, mang tới cho Tô Sáng một cái máy vi tính mới toàn. Máy lắp trong phòng quy, thời này là chip Pentium 3, tần số 733MHz, đã là thị trường nhưng mà đa phần vẫn cài Celeron 366 như cái của Tô Sáng. RAM thì chỉ mới có 64 mê bài, ổ cứng được quảng cáo là hoành tráng lên tới tận 10 g Dù đã thích ứng được với hoàn cảnh mới, nghe người bán hàng nổ văn bọt về cái máy siêu tối tân, Tô Sáng chỉ biết che mặt. Có điều với phần mềm và game hiện nay thì đã đủ mượt rồi. Từ khi mà mạng lưới Internet liên thông toàn cầu tới nay, lưu lượng Internet mỗi tháng tăng gấp đôi. Tới năm 2000, mới qua 5 năm tần suất thương nghiệp tăng trưởng hàng năm là 60%, lượng giao dịch thực hiện tới 2,5 tỷ đô la. Dưới sự tăng trưởng tốc độ như thế, phương thức truyền tin cũng đổi mới từng ngày. Điều này đánh dấu cái thời đại mới, làn sóng Internet băng thông rộng đã đến. Mặc dù hiện giờ số nhà mà lắp máy vi tính ở Dung Thành còn rất ít, song ở nhị thập nhất trung tỷ lệ này lại không nhỏ ở trong trường tô sáng thường xuyên nghe bàn tán chiến thuật Starcraft, hướng dẫn game offline hay là nghe nhạc cd trong kỳ nghỉ này truyền thông ba la đối diện với hai khiêu chiến lớn đó là giá giấy liên tục tăng lên còn mai là thị trường dung thành mở rộng tạp chí tiêu dùng thu hút được rất nhiều người chú ý có trường vì sinh viên tranh giành cái số báo mới mà bảo vệ phải ra duy trì trật tự hiện trường. Danh tiếng lập nên, xí nghiệp yêu cầu gia nhập làm hộ viên, làm quảng cáo của tạp chí được đặt tới năm sau, nên dù giá giấy tăng tới 30% vẫn gánh chịu được. Chuyện khác là tập đoàn báo thương mại lần trước đưa ra yêu cầu thu mua không thành, đề ra cái điều kiện hợp tác hà khắc, lần nữa đã bị từ chối. Tuyên bố sẽ làm một tạp chí tương tự để cạnh tranh. Đằng sau lưng của bọn họ có chỗ dựa tài chính lớn. Một giáo viên nghèo mới có dựng nghiệp như là Lâm Hoàng Đống làm sao mà có khả năng đấu lại. Không bao lâu sau, đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân Dung Thành đã diễn ra. Tân Bí Thư Thành Quỷ Dương Bạc phát biểu, xác lập Dung Thành lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm. Tập trung tinh lực, kiến thiết, toàn tâm toàn ý phát triển thúc đẩy sáng nghiệp, phát huy cái tinh thần sáng tạo, tăng cường kiến thiết sản nghiệp thứ ba, nắm chắc cơ hội, phấn đấu và khởi. Sau khi mà đại hội kết thúc, cơ cấu tuyên truyền của Dung Thành nắm vào cái loạt điển hình sáng nghiệp. Qua thao tác của Dương Thành, tô sáng, tài liệu của truyền thông Ba La được đưa tới tay của Dương Bạc. Nhà đầu tư của truyền thông Ba La là Đôn Hoàng, cổ đồng lớn nhất là tô sáng, làm Dương Bạc sửng sốt hồi lâu chuyện sau đó thuận lợi hơn nhiều tạp chí tiêu dùng của truyền thông ba la được lựa chọn lâm Hoàng đóng ngoại trừ là mỗi ngày uống trà cùng với khách hàng quảng cáo còn chuẩn bị cuộc phỏng vấn của tiết mục sáng nghiệp nhân sinh lâm quang đóng mang sắc thái truyền kỳ cái đám nhà báo ngửi thấy mùi chủ đề còn nhanh hơn cá mập ngửi thấy hơi máu hàng loạt tiêu đề từ giáo viên quèn tới tổng giám đốc truyền thông ba la tức thì lâm quang đóng thành một nhân vật phong dân truyền thông ba la lọt vào mắt xanh báo tỉnh đưa ra ý nguyện hợp tác do họ đã bỏ tiền đầu tư đoàn đội của lâm quang đóng lập nên một tạp chí tiêu dùng hướng vào giai tầng trí thức sơ bộ lấy tên văn hóa thời thượng vì cái chuyện này lâm quang đóng chuyên môn trao đổi với tô sáng hai người và thành viên cao tầng cốt cán của truyền thông ba la ý kiến thống nhất chuyện này cầu mà chẳng được. Có nguồn lực tuyên truyền to lớn của báo tỉnh, tạp chí này một khi mà hình thành, lợi nhuận vượt qua tạp chí tiêu dùng trường học. Lần này lợi dụng sự quật cường, đầy sức sống trẻ trung của truyền thông Ba La, làm cho tập đoàn báo tỉnh thành tiêu điểm chú ý, nghiêm khắc mà nói là một quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Tô Sáng bắt đầu nghĩ tới trang bị xe cho truyền thông Ba La. Tiếp theo đây, Lâm Quang Đóng mang cái nhiệm vụ lập nền tạp chí, văn hóa thời thượng. Đi gặp khách hàng lớn, tất nhiên không có thể yếu thế, phải cùng với một số người đứng ở lập trường ngang hàng. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mua một chiếc xe BMW hoặc là Audi là không cần trì hoãn. Đem suy nghĩ của mình, nói cho Lâm quan Đóng, hắn ngạc nhiên rất lâu mới cười có một chút trào phúng. Chưa có bao lâu, tôi đã sắp thành người đi BMW rồi. Đây là xe của công ty, nếu năm sau anh có thể thuận lợi đem tạp chí mới vào giai tầng thời thượng. Cuối năm thế nào cũng lái Hummer H2 rồi đi tham gia diễn đàn thương nghiệp. Tháng cuối cùng của mùa hè qua đi, kết thúc kỳ nghỉ, tô sáng bước vào năm thứ ba cao trung. Nhị thập nhất trung cách biệt hai tháng trước, cổng vẫn là một đội sao đỏ đứng nghiêm chỉnh, đôi mắt tì hí của chủ nhiệm giáo dục sau cái kính nheo lại quan sát từng học sinh đi qua trước mặt. Cứ như là nhìn cái đám tội phạm không phải là học sinh. Ở phía trước là tô mạng cùng với một số bạn bè trong băng đảng của cô. Nhị thập nhất trung không có yêu cầu mặc đồng phục cho nên ngay đầu khai trường phóng mắt khắp toàn trường đã thấy đủ loại màu sắc. Tất nhiên cống hiến vào khung cảnh đẹp đẽ đó đều là nữ sinh, nam sinh chẳng có nhiều lựa chọn quần áo cho lắm. Vừa mới vào, ngô đồng ngoài trời cũng đã phối hợp với thời tiết, lá xoay tròn rụng xuống. Suốt từ trên xe buýt, con đường tới trường, đầu đâu cũng là từng nhóm học sinh, tụm năm tụm ba, trò chuyện quyên náo. Đó là tiếng tổng kết kỳ nghỉ hè vừa rồi. Trước kia, thảo luận kỳ nghỉ đi đâu chơi, trong nước hay là nước ngoài, ai đó ở lớp nào đó trong kỳ nghỉ làm chuyện bẻ mặt gì. Hoặc là cuối năm ngoài trong bản thành tích lớp xuất hiện ngựa ô rồi mới lên năm thứ ba có người phải học lại học sinh nào đó mới chuyển trường khí thế hùng hổ chung chung là như vậy thôi nhưng mà lần này có mấy điểm sáng ví dụ trong cái kỳ thi nghỉ hè đường vũ tham dự học sinh giỏi số học toàn quốc xuất sắc giành giải nhì không chỉ là mục tiêu ao ước của các chàng trai còn không ít cô gái thần tượng Tùng mạng bạn có biết không tin đồn phía học sinh chuyển trường dương quy quy đã trở về rồi không chỉ thế còn có hai anh em lâm trú vũ và lâm lạc nhiên nữa tôn mạng qua lên một tiếng rất là bất ngờ không ngờ cậu ta quay về sao có cả lạc nhiên hả thật là náo nhiệt nha đã nói mà trường học khác làm sao mà bằng trường mình chứ một số học sinh mũi nhọn các trường khác tới năm thứ ba là chuyển ào ào sang trường của mình Thế này thì cái đám trương phi phi vui lắm đây. Cô ấy và Lạc Nhiên á, thân lắm mà. Không biết trú vũ có béo thêm không. Cậu ấy cũng rất là vui tính. Bạn bè bên cạnh tôn mạng luôn là rất nhiều. Vì bất kể là ai, học sinh kém hay là giỏi, gia cảnh giàu hay là nghèo tôn mạng đều tươi cười. Không có bao giờ lên mặt. Thế nên người bên cạnh dễ dàng coi cô là bạn thân nói chuyện rất thoải mái. Đương nhiên luôn luôn có ngoại lệ như kẻ nào đó vừa mới chuyển tới đã làm cho tôn mạng sôi máu mình còn nghe nói giang giao ở lớp số 11 mùa hè vừa rồi đi tham gia một bữa tiệc thấy cái đám dương quy quy trong đó có cả tù sáng đó tù sáng hả lại nghe nói chuyện nghe nói thì dù số kể tôn mạng vốn không có chú ý lắm xong đột nhiên nghe tới tù sáng buộc miệng hỏi Tức thì phát hiện phản ứng của mình quá rõ ràng. Thế nào cũng bị cái đám nữ sinh tinh quái bên cạnh nhìn ra chuyện gì đó. May mà xung quanh tiếu tích cái chuyện trò không có chú ý. Cô gái kia tiếp tục kể tới chuyện Dương Quy Quy đại náo cái bữa tiệc. Phần đông nữ sinh mắt hiện hình trái tim. Dương Quy Quy lúc cần phong độ thì khiến cho người ta như là tắm gió xuân vậy. Lúc cần mạnh mẽ thì lại cực kỳ bá đạo đúng là mẫu con trai lý tưởng của mình. Cũng có người nghi hoặc, thật thế sao? Đúng đấy, tưởng chí siêu của lớp số 1 á, cũng nói thế, cha cậu ấy làm ở ủy ban cái gì đó cho nên cũng tới tham gia mà. Năm học mới rất là thú vị đây, ai cũng có chung ý nghĩ như vậy. Quyển 4, chương 77, vào cả một lớp rồi. Dương Quý Văn đi vào trong lớp ở tiết học đầu tiên rất nghiêm túc trang trọng nói với cả lớp từ hôm nay trở đi chúng ta tiến vào học kỳ hoàn toàn mới cũng là giai đoạn tàn khốc nhất gian nan nhất tối tăm mù mịt nhất thầy rất muốn nói những cái lời tốt đẹp hơn nhưng mà không còn cách nào khác đó là hiện thực mà các em phải đối diện thầy nghĩ mục tiêu của các em là càng quét các trường trọng điểm toàn quốc chứ không phải là đâm đầu vào tường rồi ngã gục muốn như thế thì ngay từ đầu hôm nay các em hãy dốc sức phấn đấu vì lý tưởng của mình. Thầy hy vọng sau này các em tụ hội có thể thấy được mọi người đều thành tài. Cả lớp im re, có người căng thẳng, có người phấn khích. Dương Quý Văn dừng lại một chút, thưởng thức hiệu quả lời nói của mình, rồi mới tung ra trọng điểm. Cũng từ ngày hôm nay, chúng ta chính thức bước vào chương trình ôn tập của năm thứ ba. Mỗi ngày bắt đầu từ lúc 7 giờ kết thúc lúc 9 giờ. Tức thì khiến cho cả lớp kêu gào thảm thiết. Sáng 7 giờ đi học, 9 giờ tối mới được trở về sao? 14 tiếng đầy đọa suốt gần một năm, còn cái gì là cuộc sống chứ? Đợi cho tiếng khóc lóc lắng xuống, Dương Quý Văn nói tiếp. Các em cũng đã thấy rồi, lớp chúng ta có rất nhiều gương mặt mới. Hy vọng các em giúp đỡ khích lệ các bạn cùng nhau mà tiến bộ. Năm thứ ba, mở rộng từ 14 lớp lên thành 17 lớp. Có học sinh khóa trước học lại, có học sinh trường khác chuyển tới ôn thi, không có hoàn toàn bố trí vào lớp mới, mà mỗi lớp hiện có cũng thêm vào một hai học sinh. Dương Quý Văn phát biểu xong, gõ cái bản yêu cầu trật tự, không phí một phút giây nào bắt đầu ngay vào cái bài học mới. Tô sáng, tai nghe giảng, mắt thì xem cái đóng thư gửi từ Hạ Hải tới. Những cái lá thư này không có gì khác câu chuyện kỳ nghỉ của Tô Sáng được nghe lúc tới trường. Như Tiết Dương Dịch cùng với nhóm bạn học bơi mùa hè. Như Lưu Duệ đã xin được cái số điện thoại của cô gái nhà đối diện. Cuộc sống của bọn họ vẫn bình đạm, cũng có những tâm tư bất an cùng tràn ngập mơ ước vào tương lai. Tô Sáng gửi 4 năm lá thư về Hạ Hải kể chuyện kỳ nghỉ của mình. Hết tiết thứ hai ở cửa lớp xuất hiện ba người làm cho tô sáng có cảm giác không lành dương quý văn đang nói chuyện với bọn họ dương quy quy không ngừng gật đầu dân dạ mặt cung kính lâm trú vũ tỏ ra mất kiên nhẫn thi thoảng nháy mắt cùng với tô sáng lâm lạc nhiên bắt gặp ánh mắt của tô sáng lướt trên người của mình thì biểu môi quay đầu đi ba người dương quy quy tất nhiên là danh nhân của nhị thập nhất trung dù rời trường hơn một năm rồi, vẫn có rất nhiều người nhớ tới bọn họ. Tiếng xì xầm áp chế kích động ở khắp nơi trong lớp. Dương Quy Quy quay về sao? Đúng là một tin tức quanh động ngày hôm nay đó. Còn nhớ năm thứ nhất, có cuộc thi chạy 5.000m, Dương Quy Quy đã bị trẹo chân, dẫn cắn răng chạy, ngã cho tới mấy lần liền. Đến đích người xước xác chảy máu, không ít nữ sinh đã bật khóc. Là Lâm Lạc Nhiên, từ khi mà cô ấy đi, câu lạc bộ bóng rổ nữ cũng đã giải tán luôn không biết bao nhiêu nam sinh trái tim tàn nát trước kia có một nam sinh si mê cô ấy ngày nào cũng quấn lấy kết quả đã bị cô ấy cho một đấm chảy cả máu mũi luôn làm những nam sinh khác chung mộng tưởng là chỉ dám đứng xa xa mà nhìn thôi cũng có người run sợ ôi trời không phải là bọn họ chuyển tới lớp của mình chứ còn để cho người ta học nữa không vậy cái tình béo lầm trú vũ kia mặt lúc nào cũng cười hì hì, có vẻ hiền lành lắm. Trước mặt, không có ai dám nói, sau lưng chửi tổ tông 18 đời nhà quán. Cái tên này âm hiểm cực kỳ luôn. Thật sự, Tô Sáng không có nghe xung quanh bàn tán, thì Tô Sáng không biết ba người này ở nhị thập nhất trung có quá khứ oai hùng như vậy. Xem ra tới Hạ Hải, bọn họ đã kềm chế rất nhiều rồi. Lúc này Dương Quý Văn đã nói chuyện xong rời đi ba người dương quy quy đi vào trong lớp tiếng xăm xì ngưng bạc một vài người có vẻ quen biết từ trước giơ tay lên định chào hỏi giữa chừng không có biết nghĩ gì lại thôi tu sáng sinh ra một ý nghĩ muốn chuyển lớp có ba cái mầm quả này mà giàu làm sao mà học yên ổn được đấy rõ ràng chọn lớp này để phá mình sao tưởng minh quân đang thì thầm giới thiệu cho tô sáng biết lai lịch của đám dương quy quy thì ba người bọn họ đi tới cái bàn trống bên cạnh ngồi xuống làm cho hắn trợn mắt lên nhìn không có dám tin nhìn cái gì vậy lâm trú vũ cười hì hì hỏi không hiểu trước kia lâm trú vũ gây họa gì trong trường mà tưởng minh quân hết hồn kéo tay của tô sáng đừng có nhìn họ nữa chúng ta không có trêu chọc được vào đâu dương quy quy chủ động đi chào hỏi các học sinh quen biết trước kia với tô sáng không cần phải khách khí nữa rồi Lâm lạc nhiên quay sang cười với Tô Sáng. Tôi xem cái bản thành tích của lớp, không tệ nha. Lâm trú vũ nghiến răng nghiến lợi, giờ nắm đấm lên dọa dẫm. Tôi cảnh cáo cậu không có được bỏ lại tôi quá xa, nếu không đừng có hồng bén mãn tới gần em gái của tôi đó. Tô Sáng và Lâm lạc nhiên đồng loạt nhướng mày giơ chân đá hắn. Cúc! Lên năm thứ ba, lớp của Tôn Mạng chuyển lên tầng trên cùng, hàng cây nằm giữa hai cái lầu trong và ngoài, không có còn cản trở học sinh hai bên nhìn nhau nữa. Giữa tiết, không có biết ở đầu dây bên kia có tên nào hét lên. Tôn Mạng, mình thích bạn. Làm cho Tôn Mạng bị cái đám nữ sinh lớp số 13 triêu ghẹo một hồi. Tôn Mạng nhìn đường vũ ngồi ở bàn thứ hai. Mới có đầu năm mà cô gái chăm chỉ này đã dùi đầu vào sách vở rồi. Chẳng trách không có thèm chọn cái môn học sở trường cũng đã đạt giải nhì toàn quốc. Nghe xung quanh triêu ghẹo, Tôn Mạng nhớ tới lúc nói với Đường Vũ rằng mình muốn theo đuổi Tô Sáng. Mặc dù giữa cô và Đường Vũ có một chút quan hệ cạnh tranh, dù sao đều là nữ sinh ưu tú, không ai muốn thua kém đối phương. Nhưng mà khắp cả trường, tuy là bạn bè vô số, chỉ có Đường Vũ là người duy nhất, Tôn Mạng có thể tâm sự chuyện này mà không có lo bị người khác biết là người chủ trì của đài truyền hình là ngôi sao của nhị thập nhất trung người tiếp cận cô điều ít nhiều mang theo mục đích cá nhân tô mạng tuy với ai cũng nhiệt tình song bạn thật sự để mà cùng nhau chia sẻ các loại tâm sự con gái thì lại không có cho tới khi đường vũ xuất hiện đường vũ lạnh lùng ít nói nhưng mà nội tâm chân thành ấm áp nhất là với gia cảnh cùng danh tiếng của đường vũ trong trường không hề thua kém cô cho nên hoàn toàn không có lo lắng Đường Vũ làm bạn với mình có mục đích gì. Tiếng chuông của tiết học cuối cùng vang lên, mặt trời đỏ rực như máu lấp ló sau cái đám mây tía. Tôn mạng đi tới bàn của Đường Vũ, lười biến giường dài nói: "Sao mà hôm nay không thấy bạn và tô sáng đi ăn cơm với nhau?" "Cậu ấy có bạn mới chuyển tới, hôm nay bọn họ tụ tập với nhau rồi, cho nên mình không có tới nữa." Đường Vũ cười đáp: lấy sách tiếng Anh ra ôn tập, rồi về cái nhà ăn, ăn tối, chuẩn bị buổi ôn tập tối. Thế sao? Vậy cũng tốt, cậu ấy mới chuyển tới, còn cần bạn để mà chiếu cố. Bây giờ ma cũ rồi còn gì nữa, cũng tới lượt cậu ấy phải chiếu cố bạn bè mới tới của mình rồi. Tôn Mạng mặc dù không có cho rằng Tôn Sáng và Đường Vũ có cái gì, nhưng mà Đường Vũ không cùng Tôn Sáng ăn cơm mỗi ngày nữa, trong lòng cô thoải mái hơn nhiều có điều chớp mắt lại thay đổi suy nghĩ hay là sau này chúng ta ăn cơm cùng với nhau đi buổi trưa mình cũng không có về nhà nữa bớt thời gian đi lại ngủ ở trường được nhiều hơn chúng ta ăn cùng với nhau gọi thêm cả tù sáng cho cậu ấy ăn chực của chúng ta cũng được mà có lẽ không tiện lắm đâu đường vũ hơi do dự tôn mạng rõ ràng bắt đầu muốn tấn công tù sáng cô ấy không phải là nói chơi Đường Vũ muốn thẳng thắn tiết lộ quan hệ của mình với Tô Sáng cho Tôn Mạng biết. Quyển 4, chương 78, có 10 triệu không? Tôn Mạng không có chú ý tới vẻ mặt khác thường của Đường Vũ, ánh mắt tự tin đưa tay chợp giữa không trung như nắm giữ cái gì đó. Có cái gì mà không tiện chứ, dù gì mình cũng đã quyết tâm rồi, không có thèm quan tâm người khác nói gì, mình dứt khoát phải nắm lấy cậu ấy tim của đường vũ nảy lên có một chút hoảng hốt đối diện với đối thủ cạnh tranh như là tôn mạng cô không có thể trấn định như vẻ bề ngoài tôn mạng làm cái gì thế bên ngoài có một nữ sinh gọi tôn mạng vội đứng dậy hỏng rồi họ đợi mất kiên nhẫn rồi mình phải đi trước đây đường vũ cảm ơn bạn trước nha thực ra tôn mạng ra tới cửa đường vũ mới nói dội không có phải như thế tôn mạng vẫy tay rồi rồi rồi, quay về mình sẽ nói tiếp. Tôn Mạng đi đã xa rồi, đường vũ phát hiện mình vẫn không có thể nói ra được câu. Kỳ thật Tôn Sáng là bạn trai của mình. Hai tay cô nắm lại, vì sao mình không có dũng khí đó? Ở Hạ Hải mình đâu có băn khoăn nhiều như vậy chứ. Mình muốn thử tôn Sáng hay là trong lòng của mình có một chút gì đó do dự. Rời phòng học, ánh mặt trời đỏ rực chiếu làm cho cả hành lang có một chút chói mắt nheo mắt lại nhìn về phía tây tôn mạng thầm nhủ năm thứ ba rồi khi mà cuốn sách lật tới trang cuối cùng cũng là ngày biệt ly tới nơi rồi mỗi người sẽ ở một phương cô không có muốn nhiều năm sau khi bôn ba trên con đường dài của cuộc đời nhìn lại sẽ có gì đó phải hối hận hoặc nuối tiếc cô chỉ muốn nhìn lại mà kiêu ngạo mỉm cười quyết định sẽ tấn công Tu sáng Tu sáng và dương quy quy Lâm Lạc Nhiên, Lâm Trú Vũ, rồi với cả cái đám tràng Chí Vũ, Trương Hiền, Trương Phi Phi, cùng nhau tập trung ở một quán ăn ở ngoài trường. Cơm no rượu sai rồi mới thông thả quay về trường. Còn một chút nữa mới tới cái thời gian ôn tập buổi tối, liền đi dạo lanh quanh cho tiêu cơm. Loại chuyện tụ tập kiểu như thế này, đường vũ không thích. tu sáng, tôn trọng ý kiến của cô. Có điều lại phát hiện bản thân vô hình trung qua nhập vào cái vòng tròn hoàng khố. Không còn cách nào Dương Quy Quy quay về đại bản doanh, không có còn vô danh kính tiếng như là ở Hạ Hải. Cái vòng tròn của bọn họ rất lớn, tù sáng, không có thể tỏ qua quá dị loại. Trang Chí Vũ kể chuyện sau khi mà sự kiện xung đột của Dương Quy Quy. Bọn này lúc đó đang nghỉ mát trên núi, có một người gọi điện tới, nói là về sau đừng có đi lại quá gần với cậu. Cái thằng đó nhà có quan hệ hợp tác với Khổng Gia cũng là đối tác chiến lược của cha tôi. dơn giáo lắm, nghe đúng là buồn cười. Cứ như nó nói cha nó sẽ nghe vậy. Không ngờ trong số của chúng ta còn có những kẻ suy nghĩ ấu trĩ như vậy chứ. Thật là mất mặt. Trương Hiền, vũ gia của Dương Quy Quy Cậu cũng là quá tệ đó. Có chuyện hay như vậy không có gọi cho bọn tôi một tiếng nữa. Lúc đó mà có mặt của bọn này chúng ta đập luôn cái khách sạn Dương Triều rồi. Lâm trú Vũ đấm Trương Hiền một cái. Thôi, đừng có bốc phét nữa. Nếu mà đập khách sạn Dương Triều á, thì lúc này cả đám đều bị cấm túc trong nhà chưa biết chừng. Ở đây mà mạnh miệng sao? Cả đám cười vui vẻ. Trương Phi Phi chú ý thấy Dương Quy Quy lần này trở về đã thành thục hơn nhiều. Điềm đạm hơn, bá khí trước kia ẩn sâu vào bên trong rồi. Đường Vũ kìa, chân thật là trắng, ôi trời. Lâm trú vũ tặc lưỡi, ở kháng đài sân thể dục, đường vũ mặc thể dục ngắn, hai tay ôm chân, đang cùng với một đám nữ sinh trong lớp, ngồi xem đấu bóng rổ. Không có chú ý tới bọn họ. Nói rồi, huyết dài của tô sáng. Chả trách, cậu chẳng mấy khi mà gọi điện thoại cho bọn này, cái đồ trọng sắc kinh bạn, không có tiền đồ gì cả. Đám tràng chí vũ, trương hiền, ngạc nhiên nhìn tô sáng. Tu sáng thích Đường Vũ sao? Ngụy Siêu phát ra một tiếng cười khẽ, rõ ràng nghe thấy chuyện quan đường, nhìn Tu sáng như con cóc ghẻ, vậy mà đòi ăn thịt Thiên nga. Chuyện hai người hò hẹn lan tới tận Nhất Trung, không ngờ Tu sáng và Đường Vũ ở trong trường vẫn giữ bí mật cái chuyện này. Dương Quy Quy quay sang hỏi: Sao? Tu sáng thích Đường Vũ thì có vấn đề gì sao? Tràng Chí Vũ trừng mắt nhìn Ngụy Siêu. Cái tên này thái độ không tốt, dù gì cũng là bạn bè trong nhóm, giải thích. Quy quy, đường vũ tới sau khi mà cậu rời trường cho nên cậu không biết. Hiệu trưởng dựng cô ấy thành đại sứ hình tượng của trường mình đó, giải nhì số học cao trung toàn quốc, giải nhất vật lý toàn tỉnh. Ngoài ra còn tham dự không ít hoạt động giao lưu của toàn trường. Đăng bài trên báo nói chung là nhiều lắm, kể không có hết đâu trường thiếu điều á, chụp ảnh cô ấy làm tạp chí nữa thôi đến cả nhân vật như là dương thừa được đặt gọi là phiên bản dự bị của dương lực hoành hay là ngu quyền quý đội trưởng đội bóng rổ trường á, theo đuổi cũng chẳng có nắm chắc trương hiền cười hì hì với lâm lạc nhiên kể bọn họ thì nói cái gì trong mắt của mình không một ai so được với lạc nhiên của chúng ta ai ngờ lâm lạc nhiên mặc như phủ sương quát lên xéo sang một bên đi Trương Phi Phi tay dịnh dai của Tô Sáng thương hại nói Nhà cậu có 10 triệu không? Tô Sáng ngơ ngác lắc đầu Trương Phi Phi cười nói Thế thì không có hy vọng rồi Trên đời này có thể cậu không đẹp trai Nhưng mà không có thể thiếu tiền đâu Nếu nhà cậu không có gia sản 10 triệu trở lên Không có thể hy vọng theo đuổi đường vũ đâu Có điều đừng có buồn Cậu không tệ Muốn kiếm bạn gái xinh đẹp á, ngang đường vũ Không thành vấn đề tôi có thể giới thiệu cho bạn một hai em tô sáng cười khổ đôi khi nghe người xung quanh nói làm cho y rất tự ti đường vũ quá ưu tú đừng nói là trương phi phi ngay cả bạn bè từ nhỏ như là tiết dương dịch cũng thường nói y không xứng với đường vũ nếu lúc này mình có nói đường vũ là bạn gái của mình đoán chừng là bọn họ nghĩ mình bị thần kinh quan tưởng thôi trương hiền cười an ủi tô sáng tô sáng không phải là bọn này coi thường cậu, thật lòng mà nói có mục tiêu thực tế hơn đi. Chỉ chỉ sang Trương Phi Phi, hơi kém đường vũ một tí, nhưng mà dốc dáng đảm bảo ăn đứt luôn. Chà, tỷ lệ thành công cao hơn với đường vũ, vô số lần đó, Phi Phi cũng quý với cậu đó. Trương Phi Phi dùng nắm đấm, vừa đấm vừa quát. Xéo, ai có ý, Trương Phi Phi này không có bao giờ ăn cơm thừa của người khác đâu. Trương Hiền cười ha hả, né tránh trường phi phi, đuổi đánh đằng sau, đột nhiên phát hiện không khí rất quỷ dị. Rất lạnh, Trang Chí Vũ giỏi quan sát đoán ý nhất, kéo áo của Trương Hiền. Dương Quy Quy vốn đang mỉm cười, lúc này mặt mũi như là một núi băng sụp xuống, mắt âm lãnh nhìn Trương Phi Phi, giọng chợt cao chợt thấp. Cái gì mà không ăn cơm thừa của người khác chứ? Cái gì mà gia sản chục triệu? Biến cố bất ngờ làm cho mọi người im như thóc. Dương Quy Quy tiếp tục lạnh lùng nói. Trường Phi Phi, tôi biết nhà của cô ghê gớm, cha của cô nắm công ty đại tính, trong nhà trăm triệu cũng có, cho nên nhiều nam nhân không phải là cơm thừa cho cô thoải mái lựa chọn. Còn người anh em tô sáng của tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, chẳng có cha mẹ giàu sang. Nhưng mà nhà cũng chẳng có chục triệu. Cha tôi nếu không phải là dương bạc thì chắc là trong mắt cô tôi cũng là cơm thừa có phải không? Từ nay trở đi tôi không có quen biết Trương Phi Phi cô. Một phút trước không khí còn đang rất vui vẻ, không ai ngờ đột nhiên trở thành thế này. Đám Trương Hiền đều chấn động nhìn Dương Quy Quy với vẻ khó tin. Trương Phi Phi tinh thần quảng hốt khó tin. Câu này của Dương Quy Quy nói như là một quả lựu đạn nổ ngay bên cạnh. Môi còng lên rất là tủi thân, mũi phập phòng. Quỳ Quỳ, cậu nói cái gì vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà, có cần nói những cái lời như thế không chứ? Sao mà tôi coi thường Tô Sáng? Nếu như tôi nói lầm cái gì thì tôi xin lỗi được chưa? Tô Sáng kéo tay giường Quỳ Quỳ, thấy hắn phản ứng. Thấy hắn phản ứng như thế là quá rồi. Quỳ Quỳ, Phi Phi coi tôi là bạn cho nên mới đùa vậy thôi, chắc cậu cũng nghe Tiết Dương Dịch nó nói rồi, chẳng phải nó hay là nói tôi con cóc ghẻ? ăn thịt thiên nga sao phi phi không quý gì đâu rồi mới đưa mắt cho lâm trú vũ nhưng mà tên béo chỉ nhún dài biểu thị cái vụ này không có giúp gì được rồi quyển 4 chương 79 linh cảm đại bộ phận thời gian ôn tập buổi tối luôn là tự ôn tập một hai ngày đầu còn có giáo viên trông coi có điều về sau giáo viên chỉ vào ngó một vòng sau đó đã biến mất cho tới cuối buổi thôi chủ đề của nhị thập nhất trung luôn là tự giác tự lập, bồi dưỡng cho bọn học sinh năng lực tự ràng buộc mình, không có chuyện giáo viên suốt ngày ra rã khuyên học tập quan trọng thế nào, hay là nhìn chầm chầm học sinh xem có ngủ gật trên lớp hay không. Đối với tù sáng mà nói, ôn tập tối, trốn học một hai buổi, còn thấy mới mẹ kích thích, sau đó nhanh chóng, thích ứng một việc. Giáo viên đeo kính lão, cho dù có thấy trong lớp, có một hai chỗ trống thì những người tiễn chân không ít học sinh năm ba ra chiến trường này cũng không có coi gì to tác. Cho dù lớp học có thiếu một nửa vẫn ngồi tòa trấn thản nhiên như không, sớm luyện ra cái tâm cảnh tất cả trước mắt như là phù dân rồi. Ở sân bóng chỉ lát đá có ít học sinh năm thứ hai, trời đã tối không có còn đông đúc như lúc mới tan học nữa. Tù sáng không có đi quấy rầy đường vũ, xem lớp mình chơi bóng rổ cả nhóm giải tán trong không khí chẳng có vui vẻ gì đến tiết ôn tập thứ hai thì bàn của dương quy quy và lâm trú vũ đã bỏ trống chỉ có lâm lạc nhiên lặng lẽ làm bài hỏi ra mới biết hai cái tên kia ra sân chơi bóng rồi ngồi được một lúc thấy khó tập trung được tù sáng thở dài đặt bút xuống ra sân bóng thấy dương quy quy và lâm trú vũ ngồi trên khán đài mỗi tên cầm một chai bia trên sân có hai đội đang đá bóng hò hét rất hằng, sân trường được trang bị cái đèn chiếu sáng. Tô Sáng ngồi xuống bên cạnh Dương Quy Quy, tự lục cái túi giấy bên cạnh, lục một chai bia, phạch một tiếng, tu liền mấy ngụm nói. Nói thật là hôm nay cậu phản ứng hơi quá nha. Chuyện hôm nay có vẻ là gì Tô Sáng, thực ra vấn đề là ở Dương Quy Quy. Tôi rất là thất vọng với Trương Phi Phi, không ngờ cô ấy lại là người như thế. Dương Quy Quy có vẻ vẫn chưa nguôi. Nếu không phải là cậu can á, tôi còn muốn nói tiếp á, cái gì mà gia sản chục triệu chứ. Phi Phi luôn nhanh mồm nhanh miệng mà, cậu đã biết rồi, chỉ là lời vô tâm thôi. Tô Sáng, chuyện này có lẽ cậu không hiểu rồi, trước khi nhà tôi gặp đại nạn, tôi cũng là một người như bọn họ, dền giáo vì thân phận của cha mẹ tôi. Bao nhiêu người muốn kết giao với tôi, bề ngoài tôi tỏ ra bình thản trong lòng rất là đắc ý. Thậm chí khi đó Tôi cảm thấy tính cậu rất thối Đừng có cười Tính cậu thối nhưng mà có nguyên tắc Hợp khẩu vị với tôi Thời gian mà cha tôi bị cách ly điều tra Tôi mới nhìn rõ bản chất Những kẻ mà trước kia bợ đỡ xung xoe với gia đình tôi Đều đã biến mất tâm Thậm chí không ít kẻ ném đá xuống giếng Dương quy quy Ngửa cổ tu hết bia Ném cái vỏ đi thật xa Còn nhớ cái lần tôi đánh nhau với Dương Hạo Nhiên chứ Họ hàng còn như vậy đấy những người ngoài thế nào cậu chắc tưởng tượng ra được rồi. Sau đó tôi luôn nghĩ nếu như lúc đó cha của tôi ngã thật hoặc là nếu cha tôi không phải là Dương Bạc mà chỉ là một người bình thường thôi. Đám người kia có đối xử với tôi như vậy không? Có phải Trương Phi Phi cũng coi tôi là một thứ cơm thừa không? Tóm lại biến cố gia đình lần trước để lại ám ảnh trong lòng của Dương Quy Quy khiến cho hắn nhìn mọi chuyện theo cái chiều hướng tầm tối. Tô Sáng trầm ngâm nói, Nè, cậu suy nghĩ như vậy là quá khích rồi, có lẽ người ta kính nể cậu vì cậu là con trai của chú Dương, nhưng không có nghĩa là không có tình bạn tồn tại. Con người là động vật tìm lợi tránh hại, đó là bản năng. Khi đó, tình hình nhà của cậu như vậy, người ta muốn giúp cũng không có thể giúp đỡ được. Cậu nên thông cảm cho bọn họ chứ. Cho nên, tôi mới nói với cậu không hiểu tôi trải qua cái gì, không biết tôi phản ứng quá khích từ đâu ra. Họ có thể coi thường tôi, không sao hết, nhưng mà coi thường anh em của tôi thì xéo đi. Còn mẹ nó, Dương Quy Quy này không có loại bạn bè như thế. Này, câu này hay đó, cạn đi. Cái tên lầm trú vũ này chả có khuyên bảo thì thôi đi, còn hứng ứng nữa. Cũng với hai người, uống hết lại tiếp tục mở bia nữa. Tô sáng không có nói nữa, Dương Quy Quy đang ở cái độ tuổi quá khích. Nói thêm nữa cũng không có ăn thua. Đợi vài năm, suy nghĩ thành thục rồi sẽ khác. Giả lại lời nói của Dương Quy Quy làm cho Tô Sáng rất cảm động. Mình không có ở hoàn cảnh của hắn, có lẽ không có cảm thụ hết được vì hắn đã trải qua. Chuyện Trương Phi Phi tạm gác lại đi. Có cơ hội thì sẽ hàn gắn bọn họ lúc này nói cũng vô ích. Tô Sáng, đừng có làm bọn này thất vọng nha. Đường Vũ tới nhị thập nhất trung chói mắt cho tới mức không ngờ. Cậu phải giữ cho vững đấy. Tôi đợi ngài hai người nắm tay nhau cho bọn chúng một cái tác. Vì hai người tôi đánh cược cái thứ quan trọng nhất của mình, dinh nhục của năm thứ ba, đừng có làm tôi thất vọng. Lâm Trú Vũ biểu môi, dinh nhục của cậu là cục cứt chó, dám cược trình tiết luôn không? Kháng đài vốn không có mấy người ngồi Càng có nhiều nữ sinh rời chỗ tránh đi như tránh tà Nửa cuối năm 2000 Dung Thành đã tổ chức Hội báo cáo học tập kinh tế dĩ mô Xí nghiệp trung đại hình toàn tỉnh Kiến trúc đại dung là một thành viên trong đó Hội nghị chỉ ra Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh Dưới sự lãnh đạo của tỉnh quỷ và chính phủ tỉnh Dơ cao lá cờ lý luận đặng tiểu bình quán triệt tinh thần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, kết hợp thực tế, thúc đẩy chiến lược phát triển, truy đuổi, đột phá, chuyển biến quan niệm, khai thác tiến thủ, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tăng cường lực độ, cải cách xí nghiệp, giữ gìn kinh tế quốc dân tiếp tục phát triển nhanh chóng, các hạng sự nghiệp xã hội phát triển khỏe mạnh. Trong một năm qua, kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ, nhà, xe, những cái thứ trước kia không có dám nghĩ tới, nay đặt vào trong kế hoạch chi tiêu của gia đình. Ngành du lịch, ẩm thực, thương phẩm bán lẻ và văn hóa giải trí tìm được lối đi mới. Chiến lược đại khai phát phía Tây quốc gia được khởi động toàn diện trong năm nay, thu hút ngày càng nhiều người hướng về phía Tây. Tăng Toàn Minh đeo danh hiệu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành ủy, trưởng ban Quy hoạch Phát triển Tổng hợp, cùng với Dương Bạc tới nhậm chức cùng kỳ. Vị trí này Dũng có dù số người nhắm vào, mượn thế của Dương Bạc, tăng toàn minh chiếm lấy, làm cho không ít người thèm nhỏ giải, hâm mộ cũng chẳng được. Cậu Cả tới thì tất nhiên có tụ hợp đại gia đình. Lần này ông đã mời nhiều bạn học ở Dung Thành. Bản thân, khí độ ngày càng trầm ổn. So với cậu Cả già nua, càng ngày càng cáo bẩn đời sau mà tù sáng biết đã hoàn toàn khác rồi. Tới tủ của cậu Cả, tính cách hình thành mấy chục năm làm sao mà thay đổi được vẫn ương bướng song cách thể hiện ra ngoài đã khác rất nhiều nói thế nào đây trước kia cậu cả ghét ai thì ghét ra mặt bây giờ cậu cả kinh bỉ trong im lặng thông qua giới thiệu của tàng toàn minh hiệu văn phòng phẩm nhà của tàng kha phát triển dùng dục tàng kha có thể lấy được mặt tiền hoàng kim ở đại học dung thành cũng là nhờ của tàng toàn minh chào hỏi phó hiệu trưởng phân quản của Đại học Dung Thành. Tằng Toàn Minh có nhà mới do quỹ ban kế hoạch cấp cho, còn nhà trong tiểu khu nhà của Tô Sáng thì đã được kế hoạch thành của hội môn cho Tằng Na. Có điều trong cái buổi tụ hội gia đình, Tằng Na tỏ ra không thèm. Có vẻ thoát ly sự kèm kẹp của cha, Tằng Na ngày càng xuất sắc, đã thành trợ lý của một vị giáo sư. Rõ ràng cô gái có cả dung mạo, gia thế lẫn sự nghiệp như là Tằng Na có sức hấp dẫn rất lớn. Trong cái buổi tụ hội gia đình, nghe kể mấy cái sự kiện theo đuổi quanh liệt làm cho Tàng Thuận Minh từ đầu tới cuối mặt nặng mà nhẹ. Tô Sáng không biết đối diện với đám địch thủ mạnh mẽ đồng đảo, Đặng Tùng Kỳ có bị loại bỏ cuộc chơi hay không. Qua cái thời gian nhờ mạng lưới quan hệ của những sinh viên mới ra trường, tại truyền thông Ba La, Tô Sáng đánh giá rất cao đoàn đội của Đặng Tùng Kỳ không chừng sau này sẽ dùng tới, y cũng đã có chút linh cảm rồi. Quyển 4, chương 80, bị triêu gẹo. Trong năm đó, Sohu thành công trên thị trường chứng khoán. Tư tưởng đầu tư cái mạng internet Trung Quốc luôn là dựa vào phương thức giống như nước Mỹ thành công ở Trung Quốc, sau đó lên trung tâm chứng khoán Nasdaq để mà kiếm tiền, giống như là mạng Sina. Thế nhưng cùng với tai nạn cổ phiếu của Nasdaq, tất cả tiền đồ trở thành u ám. Tháng 7 năm 2000, Jack Ma, người sáng lập cái mạng Alibaba trên trang nhất của tạp chí Forbes của Mỹ. Tạp chí này đánh giá Alibaba thành một trong số trang web B2B tốt nhất của thế giới. Bởi vì 50 năm qua, chưa có một doanh nhân nào của Trung Quốc có được dinh dự này, khiến cho truyền thông trong nước phản ứng kịch liệt một là coi Trắc Ma là một truyền kỳ, một đằng thì hoài nghi Trắc Ma hối lộ cao tầng của tạp chí Forbes cãi nhau ổm tỏi. Tô Sáng biết 10 năm sau không có ai hoài nghi Trắc Ma nữa, ở quốc gia này là thế, tuổi trẻ luôn bị hoài nghi. Còn phòng phát triển thị trường của Đông Hoàng cũng đã nhắm vào một tòa đại bách quá từ thập niên 80 ở quan trường Hồng Tinh đang cần chuyển nhượng gấp, chuẩn bị tiến hành chiến lược mở rộng. Đôn Hoàng ở Hạ Hải thuộc về hàng xí nghiệp Minh Tinh, là một xí nghiệp được Dương Bạc hết lòng bồi dưỡng. Lần này Dương Bạc tới Dung Thành, Đôn Hoàng thuận lợi thông qua con đường bật đèn xanh tiếp tục với giám đốc ngân hàng kiến thiết chi nhánh Dung Thành. Có được khoảng dài 10 triệu hình thành sức cạnh tranh sơ bộ. Ngoài ra, truyền thông Ba La của Lâm Hoàng Đống, nhà máy thuộc sơn của Triệu Minh Nông đều đã tiến hành điều chỉnh thích ứng với biến hóa của thị trường phát triển vững vàng ổn định. Tù Sáng càng ngày càng bận, mặc dù giao toàn bộ quyền cho Dương Thanh, Lâm Quang Đống, Triệu Minh Nông, không có cần tự mình làm gì nữa, song y vẫn phải đọc vô số báo cáo và kế hoạch. Trong lòng của tù Sáng cứ cồn cào thấp thỏm, sự thấp thỏm này xuất hiện khi mà nhìn thấy Sina Sohu trên trung tâm chứng khoán cùng với Jack trên tạp chí Forbes những cái tên đời sau quen thuộc đó đã bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người tại cái thời đại anh hùng internet xuất hiện liên tiếp đó tô sáng đã bị kích thích dần trở nên không có yên phận nữa trước kia tô sáng chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn không còn phải tiếc nuối gì quá khứ ăn tới mức no nứt bụng ngủ cho tới đẩy giấc cả đời không có phải lo tới chuyện tiền bạc là đủ rồi bình tâm mà luận hiện giờ y nhớ lại những cái ví dụ thành công ở đời sau cho mình học tập không nhiều. Cho nên quân bài trong tay của tô sáng không nhiều. Đôi khi nửa đêm thức dậy hoặc là buổi sáng thức giấc, trong đầu của tô sáng xuất hiện vài ý tưởng, dỗ dàng viết ra giấy. Sau đó lại chán nản, do duyên ném vào trong cái thùng rác. Linh cảm nửa chừng đó làm cho y rất khó chịu. Vào năm 2000, khi mà chuyến tàu kinh tế của Trung Quốc bắt đầu tăng tốc, chiến tranh Internet kịch liệt. Năm thứ ba cao trung của Tô Sáng cũng hừng hực khí thế. Tiết học buổi chiều, nam sinh ngồi bàn ở trên ngọ ngoại mãi, cuối cùng quay lại nhìn Lâm Lạc Nhiên, mở màn bằng cái đề tài thiếu dinh dưỡng. Lâm Lạc Nhiên, bạn biết cái bài kiểm tra hôm nay bao nhiêu không? Lâm Lạc Nhiên chẳng có ngẩng đầu lên, đại khái dày 0,5 in. Câu trả lời gọn lõn, lạnh nhạt của Lâm Lạc Nhiên làm nam sinh đó không biết tiếp tục đề tài này ra sao. Nhưng mà chẳng có nhiều thời gian cho hắn thất vọng buồn bã. Đại bộ phận thời gian năm ba là thế. Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra liên miên. Đương nhiên, nhị thập nhất trung không có thiếu người hoàn thành toàn bộ cái bài tập trước giờ ôn tập tối hoặc chẳng có thèm làm bài tập. Giờ ôn tập trốn đi đá bóng hoặc vào trang mạng. Tù sáng rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Ngồi trong phòng học hưởng thụ cái tia nắng chiếu vào không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách sột soạt y nghĩ nếu như mình đem trải nghiệm của bản thân viết thành một cuốn tiểu thuyết sẽ có rất nhiều người không hiểu vì sao một người trùng sinh nắm dù số tiên cơ lại tiêu tốn thời gian trong lớp học nhàm chán mỗi ngày dậy sớm bật đèn ôn bài chạy bở hơi tai ở sân tập rồi mới hí hửng lừa được nắm tay một cô gái đi dưới hàng cây ngô đồng. Cùng Lâm Hoàng Đống đi thương thảo khách hàng trong khách sạn sang trọng, liên lạc với thương hiệu nổi tiếng cho đôn hoàng. Giám sát sản xuất ở nhà máy thuộc Sơn chẳng phải quý nghĩa hơn sao? Giống như không có hiểu gì sao, trên thế giới này có người vì một cuộc họp phụ huynh mà bỏ thương vụ đàm phán, vì con đường đại học mà bỏ mức lương 800.000 USD một năm ở công ty đỉnh cấp đố biết ai vì sao mà trong bốn cái đám cưới và một đám ma Lơ đã kéo tay của Carrie bỏ trốn trong cái lễ kết hôn tại nhà thờ cuộc đời con người mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa riêng cái mà tu sáng theo đuổi là ý nghĩa ở mỗi giai đoạn này không phải là lợi ích lớn nhất nếu có cả thế giới mà mất đi cái thứ quý giá nhất đó là tiếc nuối không có bù đắp được tu sáng đi trên hành lang tầng 3 lầu nghệ thuật cửa phòng khép hờ có tiếng đàn du dương tu sáng nghi hoặc gõ cửa tiếng đàn dừng lại bên trong có tiếng vào đi tu sáng đẩy cửa bước vào tức thì ngẩn người ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng của câu lạc bộ đài truyền hình trường cả phòng trống không chỉ có mỗi tôn mạng đứng bên cửa sổ tay cầm chiếc viêu lòng tiếng đàn đến từ cái chỗ này một chiếc váy xếp nếp dài tới gối Mỗi một chiếc áo sơ mi tím cổ tua, Tôn Mạng nhìn tu Sáng giữa ánh mắt dịu dàng chưa từng có, làm cho lòng của Tô Sáng hơi rung rinh. Đây là bản thảo giáo viên chỉ đạo đưa cho mình khi phát sóng tiếp theo dùng cái này. Tô Sáng mau chóng, tỉnh lại, đi tới đặt cái bản thảo lên bàn. Thầy Tân có nói tới chỗ nào cần chú ý không? Tôn Mạng nhoẻn miệng cười, Tôn Mạng nhuễn miệng cười duyên dáng cầm đàn đi tới có vài chỗ để mình nói cho bạn tù sáng trải cái bản thảo ra bàn đem chỗ cần chú ý nói cho tôn mạng Tần chính là một giáo viên chỉ đạo mới thay cho lâm quang đóng hôm nay đã đi họp rồi vừa dặn thấy tù sáng cho nên bảo y mang cái bản thảo chương trình cho tôn mạng tôn mạng đứng kề sát bên cạnh tô sáng mặt mũi như hoa đào mi công như vẽ phát ra cái tiếng ừa êm ái đầy nữ tính ngửi hương thơm thoang thoảng của nước hoa từ cơ thể của thiếu nữ bên cạnh thỉnh thoảng bàn tay đưa lên vuốt tóc xỏa xuống chạm vào người làm cho tô sáng nói một lúc mà khù cả cổ cảm thấy là toàn thân thiếu tự nhiên y khéo léo tránh tôn mạng xa một chút câu này khả năng phải sửa lại một chút rồi không nhất thiết là tô sáng đột nhiên thấy cô gái bên cạnh nghiêng người tới sau đó má mình có bờ môi mềm mại ương ước ẩn lên chụp một cái nhanh chóng rụt người lại ngỡ ngàng quay đầu sang tôn mạng mặt rõ rực môi chúm chiếm cười đầu hơi cúi xuống điệu bộ nữ sinh thẹn thùng đó muôn phần cám dỗ tô sáng đang ngờ ngờ tôn mạng chỉ chỉ cái giấy trên bàn nè bạn tiếp tục nói đi chứ nói tiếp nhưng nhưng mà nói cái gì bộ dạng hết sức thản nhiên của tôn mạng làm tô sáng ngắt ngừ không biết có thái độ thế nào đây. Y rất là muốn nói, sao bạn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra vậy? Tới nhị thập nhất trung hơn nửa năm rồi, Tô Sáng cũng hiểu biết một chút về cô qua khôi này. Người khao khát được lọt vào cái mắt xanh cô gái này không ít hơn đường vũ, toàn là những nhân vật nổi danh trong trường. Nếu như đem chuyện xảy ra trong văn phòng này kể ra, sẽ nổ tung nửa bầu trời, mà Tô Sáng là một người sẽ bị triêu ghẹo. Tôn Mạng tính cách tình quái, chuyện mình thấy có ý gì khiêu khích này chưa chắc là gì Tôn Mạng thích mình. Nói không chừng chỉ là triêu ghẹo mình thôi. Đôi mắt ranh mảnh kia rõ là muốn nhìn mình rúng túng. Giống như cái đám Lý Lộ Mai luôn bày tỏ cái trò tai quái triêu mình. Nghĩ đến Lý Lộ Mai, Tô Sáng không khỏi nghĩ tới một người khác, làm cho lòng y trầm hẳn xuống, giúp cho Tô Sáng trong thời gian ngắn Kinh ngạc tỉnh tao lại. Tâm tư con gái đúng là khó đoán. Tô sáng không có muốn nghĩ nhiều chuyện này. Không y y tới mức nghĩ cô gái nào cũng thích mình. Nếu chỉ vì một chút chuyện này mà y háo thắng thì đời sau chết trong tay của đám con gái văn phòng bạo dạn rồi. Tiếp tục giải thích bản thảo, ngữ điệu không có đến nỗi bị ảnh hưởng quá nhiều. Phải nói rằng ở gần đường vũ làm cho tô sáng có động lực phấn đấu rất nhiều. Nhưng mà Đường Vũ làm y mất tự tin, không có nhận ra hiện giờ trong trường y được liệt vào cái danh sách chàng trai rất có sức hút rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 50 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.